Tớ rất may mắn được KitKat. Tớ còn may mắn hơn nhiều. Tớ còn vài cái KitKat đây này. Cả hai bạn không may mắn chút nào. Tớ mới có nhiều đồ ngọt nhất. Một tháp KitKat này. Wow, cậu ấy thật là may mắn. Nhưng thanh sô-cô-la của tớ ngay cả khi chỉ có một cũng sẽ rất ngon. Tớ đảm bảo với các cậu. Ê, này cẩn thận. Hãy nhìn cậu ném mảnh giấy đi đâu đấy. Tớ xin lỗi, tớ chỉ muốn ăn thôi. Cậu không thể ăn uống bình thường được sao? Tại sao tất cả mảnh vụn lại bay vào tớ? Thôi, đừng có cầu nhào nữa. Nhưng không có nghĩa là cậu được làm bẩn bạn của mình. Trên thực tế sô-cô-la rửa không sạch. Thôi được rồi, hãy quên đi. Thôi được rồi, vì bây giờ đến là tớ ăn mà. Đầu tiên, tớ sẽ loại bỏ giấy cấy kẹo. Wow. Bây giờ tớ sẽ ăn như mọi người có văn hóa. Tớ thậm chí còn có cái dĩa và một con dao. Tuy nhiên, con dao không cắt được chút nào. Tớ không cần thiết một cái gì cả. Tớ có thể xử lý một cái sô-cô-la khá ngon. Bây giờ các cậu sẽ thấy KitKat biến mất nhanh như thế nào. Tuy nhiên, sô-cô-la vẫn rất là ngon. Chúng rất ngọt và có một lớp bánh quế bên trong. Tớ không thể dừng lại được. Ôi, trông thật là đáng sợ đấy. Tớ dùng mình. Nhưng tớ có nhiều sô-cô-la hơn. Thôi được rồi, bây giờ đến là tớ. Tớ nghĩ tớ có một kế hoạch. Tớ sẽ chạy trên bậc thang. Cái này sẽ giúp tớ ăn sô-cô-la từ đây tiện hơn rất nhiều. Nhìn này, tớ có thể ăn từng cái một. Và có thể ném giấy gói đi. Và thêm một cái nữa. Ném giấy đi. Ừ, và ngay vào trung tố luôn đấy. KitKat rất ngon. Tớ muốn ăn tất cả cùng một lúc. Tớ đã mệt mỏi video này rồi. Ôi, ngon thật đấy. Ồ, tớ không hiểu tháp của tớ đâu. Ê, các bạn làm bài sao? Ê, đồ ăn trộm, không thấy xấu hổ sao? Chúng tớ rất xấu hổ nhưng rất ngon. Hay quá, đây là Bim Bim. Nhưng có gì đó không ổn. Ừ, thật. Lạ nhở. Thôi được rồi, tớ sẽ bắt đầu. Tớ sẽ mở lọ đầu tiên. Sau đó chúng ta sẽ tìm ra cách. Kỳ lạ thật. Nhưng tại sao không có gì? Bim Bim đâu rồi? Một cái. Ồ, có vẻ là hiểu rồi. Ừ, bây giờ hiểu rồi đấy. Không, tớ chỉ có một cái Bim Bim. Nhưng chắc chắn nó sẽ ngon nhất. Ừ, ngon thật đấy. Có lẽ là Bim Bim tốt nhất trong cuộc đời tớ. Thật tiếc chỉ có một cái. Tại sao lại tiếc? Vậy đến là tớ. Tin tớ đi, tớ có rất nhiều Bim Bim hơn Suzy. Thôi đi. Ơ, Bim Bim của tớ đâu? Tại sao lại đầy lỗ thế này? À, tớ hiểu rồi. Chúng đây, những người đẹp của tớ ở trên bàn. Tớ sẽ ăn thịt các cậu ngay bây giờ. À. Ừ, không sao. Bây giờ tốt hơn rồi. Hát chiu. Ôi, tốt hơn thế sao? Toàn bộ khuôn mặt bây giờ đầy mảnh vụn kìa. Thôi đừng khóc. Tớ hiểu rồi. Này, tớ không cho đâu. Đây là của tớ. Tớ sẽ tự ăn. Xem ở đây có tháp Bim Bim khổng lồ này. Nó chạm đến tận chân nha. Tuyệt thật. Oh wow. Bây giờ còn lại là phải ăn thôi. Wow, tốc độ. Các bạn thì nghĩ sao? Tớ sẽ không để ai ăn cắp Bim Bim của mình đâu. Và ăn hết chúng càng sớm càng tốt. Tớ cũng đói. Chính xác, tớ nghĩ tớ tìm ra cách để trả thù người tham lam này rồi. Tớ nghĩ cậu ấy sẽ hạnh phúc với cô cao lung lay này. Này, uống đi. Cậu khát không? Tất nhiên rồi, rất là muốn. Ồ, có vẻ như trò chơi khăm đã thành công rồi. Ôi, cái này hay quá. Tớ thì không vui chút nào. Ôi, thật là chán. Tớ hy vọng chúng ta sẽ là bạn bè mà. Ôi không, không phải ớt cay. Cậu ít nhất có một cái. Tớ có cả một đống này. Của cậu một đống, của tớ cả một núi này. Ồ, ai đó không may mắn rồi. Ai sẽ phải ăn một đống khổng lồ này. Được rồi, tớ đoán tớ sẽ ăn trước. Ít nhất tớ có ít.
không công bằng nhưng tớ có thể xử lý được nó. Không tệ như tớ nghĩ. Tớ đang chịu đựng được. Tớ hoàn thành rồi, có vẻ không có gì. Ôi không, có vẻ như bắt đầu rồi. Cứu! Nước ngay lập tức. Ôi, cảm ơn Monica. Tớ thực sự thấy tốt hơn. Ôi, cay thật đấy. Judy, bây giờ đến lời cậu ăn ớt. Tớ đã hy vọng có nhiều thời gian hơn. Không hạnh phúc lắm, nhưng tớ sẽ mạnh mẽ. Vì vậy tớ sẽ xử lý quả ớt này trong vài thời gian ngắn. Sao lại nhanh vậy? Cậu ấy điên rồi sao? Nó sẽ cháy ngay bây giờ. Nhìn kìa, đã hết cả đĩa rồi. Các bạn gái, tớ nghĩ tớ thấy hơi tệ. Kiêu! Ôi, cần sự giúp đỡ. Tớ nghĩ một mình chữa cháy hoàn hảo cho việc này. Tiếp tục đi, nó đang giúp. Ôi, có bao nhiêu là bọt. Ôi, cảm ơn nhá. Mình đã cứu được Judy rồi. Tớ cứu nhờ Monica. Nhưng sẽ phải ăn ớt ngay bây giờ. Đó là cách cậu cảm ơn tớ sao? Thôi được rồi, bắt đầu nào. Tớ nên ăn, tớ phải ăn. Tớ không nghĩ Monica lại phát điên sớm như vậy. Tớ phải ăn, tớ phải ăn. Monica, cậu tuyệt đấy. Cậu ăn quá nhiều. Tớ nghĩ năng lượng này có thể bay được lên vũ trụ đấy. Tớ cũng nghĩ vậy. Tớ cảm thấy sắp bắt đầu rồi. Nhìn kia, thực sự bay lên vũ trụ. Wow. Hãy để tớ xem. Chuẩn bị bay đến mặt trăng rồi kìa. Cứu! Eo ơi, chanh. Tớ ghét mọi thứ chua. Tớ cũng vậy. Nhưng một lần nữa tớ là người xui xẻo nhất. Cậu có một cái tháp thật là cao. Quả chanh của tớ có vẻ như không đáng sợ nữa. Cần phải cố gắng ăn nó càng nhanh càng tốt. Tớ rồi, đau quá. Mát, vậy không ai nhìn thớ. Tạm biệt chanh. Trời ơi, đau quá. Cảm ơn Judy đã giúp. Nhân tiện Judy, vì Suzy đã ăn xong. Bây giờ đến là cậu ở đây. Ừ nhờ, bây giờ đến là tớ. Tớ cần giúp đỡ. Đừng. Này, tại sao các cậu hoảng sợ? Tớ cầm một con dao để cắt chanh ra từng miếng thôi. Cái này sẽ giúp tớ dễ dàng ăn hơn và nhanh hơn nhiều. Được rồi, chúng tớ sợ hãi quá. Thực tế chỉ có vấn đề ở đây, với quả chanh này. Ôi, nó chua thật đấy. Ôi. Ôi, tớ không thể chịu được nữa, chua quá. Chúng tớ hiểu cậu. Chắc chắn chúng tớ hiểu. Đây, cậu lấy giấy ăn đi. Cần đấy. Cảm ơn nhá. Nó thực sự trợ giúp cho tớ. Nhân tiện Monica, sao cậu vẫn ngồi? Cậu còn nguyên một chùm chanh kìa. Tớ hy vọng mọi người sẽ quên tớ. Sự trợ giúp của máy ép sẽ cứu tớ. Cậu cần máy ép trái cây làm gì? Tôi chỉ hy vọng nước chanh sẽ ít chua hơn chanh thường. Về lý thuyết, tớ sẽ pha được nước chanh. Ôi, hay thật đấy. Hãy thử nào. Nào. Ôi, đây thật sự tuyệt vời. Còn ai muốn uống nước chanh không? Mua đi, không tốn kém đâu.
Chúng ta muốn limonade. Đưa cốc đây, tin tớ đi, cậu sẽ thích lại nước chanh này thôi. Ôi, thật là kinh tởm. Cậu đã bán gì chung tớ vậy? Đồ lừa đảo. Đây của cậu này. Bạn đã làm gì vậy? Trời ơi. Tại cậu lừa bọn tớ đấy. Như này dành cho cậu. Trời ơi, tớ có một cái gói gần như trống rỗng. Tớ thì để một gói. Tớ rất yêu khoai tây chiên. Wow. Ừ, tuyệt thật đấy. Hay ăn nhiều so với một lát. Tớ hy vọng ít nhất là nó sẽ ngon. Ừ, ngon thật đấy. Nhưng điều này không đủ. Tớ muốn nhiều nữa. Thật tốt khi Monica có. Không, đây là khoai tây của tớ. Tớ sẽ không cho ai hết. Ôi, thật là một kẻ tham lam. Nhưng tớ cũng muốn nhiều nữa. Suzy, chia sẻ ít khoai tây đi. Chúng tớ sẽ rất vui. Cái gì? Không. Cậu đã đúng. Khoai tây chiên quá là tuyệt vời. Ồ, còn cậu thì tham lam. Tớ nghĩ tớ có một ý tưởng làm thế nào để trả thù rồi. Cậu sẽ nghĩ đó là nước sốt cà chua. Đây Suzy của cậu này. Ồ, sốt cà chua được đấy. Cảm ơn. Bây giờ sẽ rất ngon đây. Ôi, ôi, cái gì thế này? Ôi, trò chơi khăn của chúng ta hoạt động rồi. Ôi, cậu ấy đứt hết khoai tây cho mình kìa. Đúng. Đấy, bây giờ không còn gì để ăn nữa. Các bạn không thấy xấu hổ sao? Đừng buồn, vui mà. Poppy rất hay. Đồng ý. Không bao giờ có quá nhiều. Ừ, không bao giờ là quá nhiều. Ví dụ như tớ cả một ngọn núi này. Wow, cậu thực sự có cả một núi Poppy. Thật thú vị khi chơi ngay cả khi chỉ có một. Kỳ lạ, của tớ vì lý do nào đó không chọc được. Ê, cậu ấy làm sao vậy? Ôi, nó không phải là thật. Đây là một Poppy có thể ăn được. Thật là tuyệt. What? Có thể chơi và ăn. Nhưng tất nhiên tớ sẽ chọn cái sau. Nó rất ngon. Hay thật đấy, nó vẫn sáng như vậy. Ừ, quá là ngon. Và rất là ngọt ngào. Thật tự hỏi Poppy tớ có gì nhỉ? Mong là ngon. Hay quá, nó là sô-cô-la. Tớ rất thích Poppy và sô-cô-la. Đây là sự kết hợp hoàn hảo. Thật tuyệt, tớ rất vui. Ôi, rõ ràng rất là ngon. Tớ chưa bao giờ nghĩ có thể ăn nhanh như vậy. Đúng. Có gì trên khuôn mặt của cậu thế kia Suzy? Trên mặt có gì? Ôi, có một cái mụn gì đấy. Mụn. Ôi, đây là sơn từ Poppy thôi. Có thể ăn nó một cách an toàn. Thêm vào đó nó rất là ngon. Vì cậu đã hoàn thành, bây giờ đến lần tớ bắt đầu nào. Hy vọng tớ cũng có sô-cô-la Poppy. Tớ muốn sô-cô-la. Ôi, không cắn được. À. Ôi. Không. À. Trời ơi, cả một núi Poppy đã rơi xuống rồi. Tuy nhiên có một vài cái còn sót lại. Ôi, thật là thư thái biết bao. Tớ hoàn toàn ủng hộ cậu. Vâng, các bạn gái, không cần sô-cô-la làm gì. Mười quả ớt ngay lập tức. Trời ơi, mình sợ lắm. Dù chỉ là một thôi. Các bạn chưa thấy đồ ăn của mình thôi.
100 quả ớt cay, thật là tệ. Bình tĩnh lại đi, chúng mình có cái này này. Mình sẽ chỉ cho các bạn một cách để thực hiện. Đây. Mình nghĩ rằng mình đã quá tự tin về điều đó rồi. Monica, đến lượt bạn phải chịu đựng rồi. Bạn có phải làm thế không em ma? Trên thực tế, mình có một cái gì đó trong tay áo của mình. Mình sẽ làm một ly sinh tố và uống thật nhanh thôi. Mình tự hỏi mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Mình sẽ trộn tất cả nhanh nhất có thể. Xong rồi. Chờ đã Monica, bạn đã quên thứ gì đó. Đây, thưởng thức đồ uống của bạn đi. Chứ cô này chỉ có cản đường mình thôi. Khá nhanh đấy, bravo. Ôi dồi ôi. À, tôi đang cháy. Đó là một màn trình diễn lửa thực sự Monica. Và điều đó có nghĩa là... Mình hy vọng các bạn sẽ quên rằng mình vẫn chưa bắt đầu. Cố lên, chúng mình tin tưởng vào bạn mà. Hãy tiếp tục và mở miệng của bạn ra. Nào, mở ra. Thêm một cái nữa. Cái nữa. Cái nữa. Đủ rồi. Ôi, thực sự mình có thể đã quá đà. Thật là khó xử. Muốn thêm một chút không? Cảm ơn em à, nhưng mình no rồi. Bạn có thể ăn nốt phần còn lại. Ôi, chua quá. Ôi, mình không muốn nhìn thấy cái này đâu. Mình nghĩ đến nồi chanh này thôi là mình đã thấy đau bụng rồi. Đừng có cười mình nữa và ăn của bạn đi. Ôi, mình chết mất. Mình thấy bạn không còn lanh lợi như trước nữa. Hãy tiếp tục đi Monica. Các bạn hình như đó là con chim. Kia kìa, kia kìa. Ơ, nó đâu? Lừa được rồi, bây giờ mình phải loại bỏ chúng nhanh chóng. Cái gì vậy? Ôi, đau thế. Tránh. Ôi, chua quá. Mình không biết làm nào để mình ăn được cái này. Mình nghĩ mình biết cái này đến từ đâu rồi. Mình sẽ quay lại ngay. Hình như bạn mất cái gì đó. Này, ăn đi. Ôi, không đáng chút nào. Cảm ơn Suzy. Ôi, mình không ăn được nữa đâu. Emma, mình ghét phải nhắc nhở bạn, nhưng bây giờ đến lượt bạn rồi đấy. Ôi, thật là nhiều nước chanh. Nhai, nhai, nhai. Đây, ăn thêm đi. Mình thực sự không cần bạn giúp đỡ đâu. Mình cũng muốn tham gia. Ôi, tại các bạn mình biến thành cây chanh rồi này. Ôi, trông bạn thật tuyệt mà. Nhìn kìa. Ôi, kẹo cao su. Ôi, mình thích nó. Còn cái gì đó kia? Mình thích kích thước này hơn rất nhiều. Thật là tuyệt vời. Mình có cảm giác điều gì đó đặc biệt đang chờ mình. Nhìn đây, thật là to. Trò chuyện rôm rả đủ rồi. Bắt đầu nào. Ồ, vị táo, mình rất thích. Mình thấy Monica đang hơi lạc lõng. Mình nên... Ôi, có gì vậy?
tránh ra. Trời ơi, bạn có thể không ném vào mình được không? Phải tìm hiểu khi nào nên cúi. Mình hy vọng kẹo cao su của mình sẽ giúp mình tâm trạng tốt hơn. Ồ, tốt hơn rất nhiều. Mình rất hạnh phúc cho cô ấy. Ôi, điều này quá là tuyệt vời. Mình chắc chắn rằng mình sẽ yêu phần của mình hơn nữa. Các bạn thấy có bao nhiêu? Ôi, hương vị dứa phong phú. Quá là tuyệt vời. Ôi, cậu sắp nổ rồi kìa. Đừng lo lắng về mình. Mình sẽ ăn được. Bạn đã sẵn sàng xem bong bóng lớn chưa? Mình sẽ bắt đầu đây. Khá ấn tượng phải không? Nó cũng rất là mạnh nữa. Ôi, hình như mình không kiểm soát được nữa. Trời ơi, tránh ra. Xin lỗi, nó có suy nghĩ riêng của nó. Thật là dễ thương. Thật buồn khi bạn chỉ có một. Còn hơn là không có gì. Mình đoán may mắn không đứng về phía bạn. Ôi, mình muốn chơi với Poppit của mình. Ồ, cái gì vậy? Sô-cô-la. Trời ơi, mình có thể ăn được của mình. Này, cần phải học cách chia sẻ. Quá muộn cho điều đó rồi, mình đã ăn hết tất cả. Và đĩa cũng là của mình. Mình không nên mong đợi bất cứ điều gì khác từ bạn. Có thể Monica sẽ chia sẻ với mình. Này, bạn đang đùa mình phải không? Ôi, của mình không phải là đồ ăn. Ôi, mình chỉ có thể chơi với nó thôi. Quá tuyệt vời. Tuyệt thật. Cậu ấy định làm gì vậy? Hãy kiên nhẫn với mình. Các bạn sẽ sớm thấy thôi. Một khối lập phương Pop-It. Đó là một phép bầm hiện đại. Wow, tuyệt vời. Các bạn không biết cách đánh giá cao thiên tài của mình. Ôi, nhìn mình nghĩ cái này là cho mình. Và còn nhiều hơn nữa. Wow, mình muốn thêm. Ôi, ôi, hay là mình cũng được cái gì đó. Mình biết mình sẽ không chết đói mà. Ôi, chúng rất là ngon. Ôi, kẹo dẻo ngon quá. Mình không cần cái này, mình cũng muốn ăn. Này, đây tất cả là của mình, trả lại đây. Tạm biệt. Không sao, vẫn còn rất nhiều mà. Cái này, tớ cũng sẽ lấy lại. Chiếc bánh burger khá là tốt. Mình còn nhiều hơn nữa. Ai quan tâm đến các bạn? Nhìn đây. Không phải là số lượng quan trọng mà là chất lượng. Mình tin rằng chiếc bánh mì kẹp thịt của mình sẽ rất hoàn hảo. Ôi, ngon quá. Mình sẽ ăn hết nó. Ôi, suýt thì rơi. Cuối cùng cũng đến lượt mình. Nhưng chiếc bánh mì kẹp thịt này rất to và nặng. Mình không thể cầm nổi. Mình cần một phương pháp tốt hơn để ăn chúng. Này, đừng có chọc vào mình. Mình còn nhiều việc quan trọng hơn. Trông như xiên thịt từ burger vậy. Làm rất tốt. Mình xong rồi. Ôi, đến lượt khởi động rồi. Đây sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Ôi, bạn ăn như một con vật hoang dã vậy. Mình chỉ mới bắt đầu thôi.
bạn cảm thấy ổn chứ? Nhìn cái bụng dễ thương quá. Mình thích nó. Đây là Pop It. Tôi có thể dùng nó để giảm căng thẳng. Tất cả đồ này sẽ đổi cho cả đời. Oh my God. Hey, hey. Tôi muốn bắt đầu trước. Có cái gì đó không phải. Wow, đây là sô-cô-la. Chưa ăn cái gì ngon như thế này. Awesome. Cool. Tiếp theo là tớ. Ôi, không như tớ nghĩ. Thử xem nó có ngon không. Ôi, tớ thích ăn kẹo dẻo quá. Và của tớ còn rất nhiều. Thử thách này thật là tuyệt vời. Suzy, tớ sợ cậu ấy sẽ ăn chúng mình nữa mất. Đừng lo các bạn, cậu không phải làm từ kẹo mà. Cuối cùng là lượt của tớ. Không có mùi gì. Ôi đau quá. Cứ cười đi, không thể làm hỏng tâm trạng của tớ đâu. Hay quá. Wow. Tớ có thể chơi với đồ này suốt. Wow, Pop It làm cô ấy thoải mái quá. Hey, Suzy, cậu có ổn không? Ok. Ôi, có mỗi một khoai tây chiên. Còn tớ vừa hài lòng phần của tớ. Nhìn đi, thao khoai tây chiên của tớ vươn lên tận trời như này. Yes. Ôi không, đây là bom. Nhanh lên, chúng mình không thể mất thời gian được nữa. Phải hết trong vòng một phút. Monica, nước uống. Nhanh lên. Cố lên, cậu làm được. Tôi không thể ăn được nữa. Tôi xin lỗi. Tớ yêu các cậu. Trời ơi, đây là trò đùa sao? Thật là buồn cười. Đi, đây chỉ là soda thôi. Tớ không thể cho đùa này buồn cười đâu. Tớ rất vui, phần của tớ rất nhỏ. Oh no. Ôi trời ơi. Tớ cực kỳ ghét bông cải xanh. Nó còn nhiều nữa chứ. Tớ nghĩ một thứ thực sự có thể làm món ăn này tốt hơn. Sô-cô-la luôn có ích trong những tình huống này. Vậy thì cho thêm một số màu sắc nào. Chúc tớ may mắn đi. Ồ, đó không phải là điều tớ mong đợi. Bông cải xanh không hợp với đồ ngọt. Bây giờ là một món ăn mà tớ thực sự muốn thưởng thức. Oh my God. What? Wow.
Oh no! Bây giờ là tớ. Tớ biết phải làm gì rồi. Cần một ít ảo thuật. Vài động tác. Và xong. Làm hỏng hết toàn bộ thủ thuật rồi. No. Bây giờ tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài ăn hết cái này. Tớ có thể ăn hết rau này. Nhìn vào hỏi đi. What? Suzy biến thành hawk rồi. Awesome. Một núi kẹo dẻo lê hô. Tớ chỉ có mỗi một cái. Hey. Ok. Vậy thì tớ sẽ bắt đầu trước. What? Không sao, đừng lo. Tớ không lặp lại sai lầm của Monica đâu. Yes. Oh no. What? Làm thế nào để đưa cậu ấy trở lại kích thước bình thường bây giờ? Thử thôi nào. Andy, cô làm hỏng hết rồi. Bắt đầu xây dựng nào. Bây giờ ăn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cái gì đấy? Đó là một ý tưởng tồi rồi.